Đây là bộ xương cong của những cái ghe cào á, họ cào ở một chỗ khác tới. Rất là bự nha. Mình cũng không biết đây là loại có ong gì nữa. Mờ quá cậu ơi. Đẩy tới đi thiêu luôn. Hay rồi. Cú mít. Cú mít cá rất là nhiều. Này cả nhà xem nha. Đó. Đây là mấy cái con cá lăng căng. Chỉ còn vài phút nữa thôi là tới cái ông rồi. Sao đông quá vậy? Đông dữ ta. Đông quá cả nhà ơi. Hôm nay du lịch ra rất là đông nha. Hello, xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà đã đến với kênh ẩm thực và du lịch Sinh TV. Hôm nay thì Sinh sẽ dẫn mọi người đi tham quan cá ong. Ở sau lưng Sinh là xương cá ong nha cả nhà. Đây là đền thờ của người dân ở đảo mình. Hôm nay mình cho cả nhà đi tham quan. Bây giờ chúng ta bắt đầu ghé vô nha cả nhà. Đi theo cả nhà. Ok cả nhà, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi tham quan miếu cá ong ở đảo mình nha. Bây giờ mình sẽ đi xuống từ từ. Ở trước mặt của Sinh đó là một cái cảnh rất là đẹp ở hòn mình. Thường thường thì những cái tháng cuối năm hoặc là qua Tết gì đó thì thường thường du lịch họ sẽ ra đây tham quan. Nếu cả nhà nào mà muốn ra tham quan cái hòn đảo của năm du xinh đẹp này của mình đó thì cả nhà cứ lên mạng search ra nha. Mình bấm ra để mình xem thử coi mùa nào tháng nào mình nên ra nha cả nhà. Xung quanh rất là đẹp, cả nhà thấy không? Còn đây là cái đền thờ miếu cá ong ở hòn mình. Mỗi năm thì cứ qua Tết thì ở hòn mình sẽ họ tổ chức cái đền thờ này á cả nhà. Đó. Mà thấy cả nhà thấy không? Đây là mấy đứa cháu của mình nó đang chuẩn bị câu để mình vô mình tham quan xong thì bắt đầu á là mình sẽ cùng với mấy đứa cháu mình đi xuống cái chỗ mé đá này mọi người thấy nè, để cho mọi người xem cái này. Đó cái chỗ mé đá nè là mình sẽ câu cá, tại mình hay xuống đây câu lắm đó các nhà thấy không. Đó mình sẽ đi dọc ở bên kia, ở cái hướng bên kia nha, hướng này không phải đâu, ở hướng bên kia kìa. Rồi mình đi xuống đây để mình câu cá hoặc là mình bắt ốc bắt cua đó. Ok thôi bây giờ mình vô mình tham quan nha các nhà. Thank you.
Đây này cả nhà, đây là những gì mà mọi người dân đã phát hiện ra bộ xương cá ông. Đây là những hình ảnh mà họ đã làm. Tại vì lúc trước mình có nghe nói là cá ông tự trôi giạt vào hòn này, nằm ngay chỗ tại đây luôn, ngay góc này nè cả nhà. Nên họ đã quyết định làm cái đền thờ cho bộ xương cá ông. Cả nhà thấy không? Tất cả mọi thứ đều có hình ảnh cả. Đây là tất cả những nghi lễ, những lễ hội hàng năm của hòn mình đó cả nhà. Mình mời cả nhà nha. Đây là bộ xương cá ông nè cả nhà. Đó, tất cả mọi thứ ở đây nè. Này thì mình sẽ đi tham quan ha. Đó, cả nhà thấy không? Mình cũng không biết đây là bộ xương cá ông, loại cá ông gì nữa. Cái đuôi thì bị mắc rồi mọi người ơi, mắc cái đuôi rồi. Cũng không biết là ở đây cũng có một bộ nè mọi người. Đây là bộ xương cá ông khác. Đây là bộ xương cá ông của những cái ghe cào á, họ cào ở một chỗ khác tới rồi họ đem vô đây luôn, họ gửi vào đây. Đây là xương cá ông này. Đây là loại cá xương cá ông nhỏ nha. Đây là loại xương cá ông nhỏ, còn đây là cá ông lớn nè, các nhà thấy không, rất là bự nha. Mình cũng không biết đây là loại cá ông gì nữa ta. Mỗi một năm thì bên mình ở đảo mình sẽ tổ chức nghi lễ cho cá ông. Bộ xương cá ông rất là lớn cả nhà. Cả nhà thấy không? Để em cho cả nhà xem lại ha. Rồi, mình đã tham quan xong hết trơn rồi cả nhà. Mình đã cho cả nhà thấy bộ xương cá ông ở hòn mình thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi trải nghiệm câu cá ở gần đền thờ cá ông của mình nha. Giờ mình đang đi xuống tờ nè mọi người. Mình phải lên đi xe xuống cả nhà. Đó, thấy không? Để mình chạy xe xuống ha. Cái chỗ này là gì mình phải chạy xe xuống. À, cả nhà ơi, xin vừa mới chạy xe xuống nha. Tại vì mình cầm một tay để mình cho mọi người cái cảnh không được. Cả nhà thấy không? Rất là xa nha. Cao lắm mọi người, cao lắm. Này cả nhà. Thôi, giờ mình đi ra câu cá đi. Kiếm coi cá về ăn. Đi cả nhà. Không, bỏ đi. Wow. Thôi thả xuống đi. Bây giờ là mình sẽ đi chơi cái chỗ khác đi cả nhà. Cái chỗ này là người dân người ta đã ở rồi, người ta ở, người ta lắng ở tới đây luôn. Lúc trước là mình có đi câu với mấy đứa cháu mình đó, là bên đây cá nhiều lắm. Người dân họ xây nhà này cả nhà thấy không đó. Họ xây nhà như vậy không qua được, nếu mà qua là phải xin phép họ đi qua. Và những người dân đây họ khó khăn lắm. Thôi mình xin được thôi, nhưng mà đi qua nhà ta kỳ lắm. Thôi bây giờ mình sẽ đi chuyển hướng khác nha. Đây bây giờ mình chạy qua cái hướng này, mình sẽ đi dọc qua đó luôn, đi qua bên cái cảng bên kia.
sẽ đi qua cái cảng kia, nó có một cái cảng, qua đó mình sẽ ngồi câu. Vậy thôi. Cả nhà ơi, mà mấy cậu cháu mình đang ngồi câu gần ngay chỗ cái cảng kia bên đây, tại vì họ đang làm cảng nên mình không thể vô được. Đó cả nhà thấy không? Đó, họ đang làm bên đó nên mình không thể qua đây được, nên bây giờ mấy cậu cháu mình sẽ tập trung tụ tại đây để mình câu. Hy vọng là sẽ có một ít con cá mú ngon ngon để mà mình về mình làm cái món bún lẩu bún đó cả nhà, lẩu cá mú để mình ăn ha. Bây giờ mình coi thử mấy đứa cháu mình câu được bao nhiêu con cả nhà. Đậu bộ. À, dính cá nè mọi người. Mở ra. Kìa, bảo không? Móc cho nó kìa bảo. Móc từ cho nó con bảo. Bảo móc nè. Móc đi chứ mố cậu biết móc đâu. Đây, bỏ vô đây đây. Nước ít thôi. Cứng lên mở. Đây. Chỗ này dính vô cái dính luôn à. Nghe. Bén. Có tôm lưỡi kia vậy được rồi cậu ơi. Tôm gì không phải. Nè. Quá trời đang làm ai cho đến con thử nhưng được là tên là bạch cái lưỡi. Hết luôn rồi. Nè. Nếu mà cậu chính nhớ là cho mày đó. Cậu. Có đâu tại con cái lưỡi nó kỳ cục vậy cậu ơi, với cái lưỡi. Nó không có ghẻ. Cái gì nó không có quay gậy. Tụi con không có gậy. Con nói là nó không có gậy đâu. Nó gậy không à. Lấy lên, vô cá, vô cá. Bắt ốc cầu hả? Mấy đứa đổi ốc rồi mọi người. Cháu mình đi bắt ốc rồi. Bắt ốc này kiếm cái cục đá luôn đi. Để mình đi đây đá mới được. Mình
sẽ đi kiếm vài cục đá cho mấy đứa cháu mình nó câu cả nhà ơi. Chị thì câu mau mắt lắm, mau mắt gạn lắm, mình sẽ kiếm vài cục đá vừa vừa để mình câu ha. Cỡ này nè, thả xuống là vừa rồi. Nhẹ nhẹ cá nó ăn mau không? Đây. Con nhóc nè mày. Đóng nó gỡ đá lên đi, nó nằm đá. Vậy là cái bóc bị vô này nè, bóc này câu luôn nè. Đóng nè. Đây nha bạn, câu câu. Câu một câu cá mú. Con. Rồi đúng con, một con cá mú đó. Kẹp đi. Mút đó. Kẹp đau gì luôn kẹp rồi. Cái này con cá mú nè, cá mú thích ăn ghẹ lắm. Con thả ra. Đừng có kệ đi. Thôi con. Rồi lấy này nè, con cá mú nè, mở ra coi coi. Rồi, con kiếm nó. Đây, rồi kiếm con. Kiếm ốc không? Biết không? Con con kiếm con kiếm ốc đi. Cậu kiếm cục đá cho mấy mày câu để lỡ lát nó quắt gạn còn có đá thay nữa. Kiếm cục đá cho mấy mày thay nè. Đây đây. Giờ dứt đó không, nó dính gạn đó mọi người. Mắc gạn đó giờ thầy lấy ra không đi rồi kéo cho Đức không đi rồi cờ, lấy đá cột nè, cậu lấy đá thêm sơn mới nè. Được chưa, chưa? Lấy lên lên. Đá sắc chặt quá. Có chừng kẹp quá, cái gạn cứng quá. Nó có cái gạn. Hay rồi. Cú mít cú mít hả? Còn hai con cú lông được không? Không chừng cái gai tự 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 ây bắt được con cua mọi người. Đây là cái con cua mít nha cả nhà, lấy được không? Trời ơi, không nè cả nhà ơi, thằng cháu của mình nó bắt được con cua nữa. Ở đây rất là cua đá nhiều nha, đâu biết cua nhiều đâu. Bỏ đây đi. Quá trời luôn. Cái này cái rất là nhiều. Rất là nhiều không mọi người. Đó, cái nhà ơi, mấy cậu cháu mình đã hoàn thành xong rồi cả nhà ơi. Nói chung là câu cá rất là nhiều. Cả nhà xem nha. Đó. Đây là mấy cái con cá lăng căng mà mình câu nè cả nhà. Loại này mình sẽ làm lẩu ăn quá ha. Làm lẩu bún gì đó. Cái thịt của nó rất là dai và chắc nha mọi người. Loại cá này nè. Hôm nay thì mình không có biết, mình qua đây mình câu thì được như đây nè mọi người. Bên đây là mấy con cá lăng căng bự đâu ta? Lăng căng bự. Lăng căng bự đây nè. Này cá ngang chứ không lăng căng đâu. Cá 2 chấm. Rồi cá 2 chấm ha. Đây. Thôi, bây giờ mấy cậu cháu mình về để chuẩn bị làm một cái món ăn cho mọi người cùng thưởng thức nha. Để coi món gì để xem sao mọi người. Giờ mình về thôi mọi người. Về nha.
Rồi cả nhà, bây giờ mình đã chuẩn bị xong rồi nha. Giờ mình mời cả nhà bắt đầu ra thưởng thức cái món ăn của mình nha cả nhà. Dùng răng lắm nha. Bây giờ mình mời cả nhà cùng thưởng thức với mình cái món lẩu cá ngày hôm nay nha. Có cá lăng căng nữa nha cả nhà. Đây, cho cả nhà xem cái món cá lăng căng ăn rất là ngon nha. Cá này có cua nè cả nhà. Với con cua mà mấy đứa cháu mình nó bắt hồi sáng đó cả nhà. Đây, cá này là cá lăng căng nè cả nhà. Cá này ăn dai dai như thịt gà nha. Nó để ý ý. Lỡ rớt rồi. Giờ mình sẽ lấy một ít cua ra mọi người, với lại cá nữa để không bể. Để lâu quá nó cá nó sẽ gục đi và bể hết. Đây đây là cá rô. Lấy chân xa xa đi bên để không nước cái văng. Đây là cá lăng căng nè mọi người. Ăn thử cá này đi, cá này nó dai lắm đó. Cái loại cá lăng căng đó. Ừ, mày ăn từ cái mày. Nhóc nó ăn dữ lắm mọi người ơi. Rồi mình lấy ra bớt rồi đó mọi người, bỏ rau vô ăn luôn nha. Bút rau vô mình ăn, lấy để bỏ rau vô. Đây kìa, bỏ rau vô đi cho nó ăn. Không biết nó ăn, bỏ vô, rồi bỏ rau vô đi. Bỏ vô đi rồi lấy rau ăn này cho dễ. Không biết cả nhà có giống mình không chứ mình ăn mình hay bỏ gói mì tôm vô mình ăn lắm. Lần này mình quên mua. Có cá gì ăn cá không? Cá ngon á. Miếng cá vô. Cá này săn ngon nè. Không ăn để con ăn chưa? Cá này ngon nè cả nhà, cá này mà khi mà mình luộc hoặc là mình nấu lẩu hay là mình kho lên mà thấy như thế này nè là nó săn lắm mọi người. Như nó săn lắm. Thịt nó săn lên ăn rất ngon. Cái này rất giống như thịt gà nè mọi người. Đó. Quá ngon cả nhà ơi. Rồi cái con cá lăng căng mà mình câu quá nhà, cái da cái thịt ăn vô dai dai chả lắm cả nhà, ngon quá.
ngon quá. Để mình lấy cái lăng căng bự ra ăn nha cả nhà. Trời ơi. Nè lấy cái lăng căng bự ăn đi bảo. Quá ngon luôn cả nhà ơi, tuyệt vời. Ngon quá. Đâu, thủy lực không bút. 10 chén. 10 chén hả? Ăn nhẹ chị. 1 chén bút như là cháu của mình. Cháu của mình đang nãy giờ 10 chén cả nhà ghê không? Kỷ lực 10 chén bún. Bây giờ mình bỏ thêm mì vào để mình ăn nha mọi người. Nói chung là ăn lẩu phải có mì thì nó rất là ngon, thêm một cái hương vị nào đó thật là đã. Không biết cả nhà có giống mình hay không chứ mình ăn rất là thích bỏ mì vào mình ăn đó mọi người. Ngon. Nó ăn mạnh lắm mọi người, nó ăn 10 che muốn ăn 10 chén bún rồi bây giờ nó lấy thêm cái mì nó ăn nữa, cả nhà thấy ghê không, quá dữ. Họ lấy miếng này hả, tụi nó lấy nguyên gói nữa chứ, nó đầy rồi mọi người. Trời ơi ngon lắm mọi người ơi, mình bỏ thêm mì vào mình ăn cho nó ngon. Mình thích nói chung là mình thích nhất là ăn mì á mọi người, quá trời ngon rồi cả nhà. À, cả nhà thôi mình xin kết thúc cái video tại đây nha. À, cả nhà nếu thấy cái món ăn của mình quá hấp dẫn và ngon á thì cả nhà nhớ đăng ký subscribe chia sẻ cho cái kênh ẩm thực và du lịch Sinh TV của mình nha. Bây giờ mình xin hẹn gặp lại cả nhà vào những cái clip hấp dẫn và ngon hơn nữa. Bye bye cả nhà nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh Sinh. Bye bye. Vô càng bự ghê.